Hello, chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là kênh Độc Một Số. Hiện tại thì bây giờ đang là buổi tối của ngày 28 tháng 6 năm 2023. Và lời đầu tiên thì cho mình xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người đang theo dõi video có thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc bên gia đình và người thân, cũng như gặt hái được nhiều thành công trên công việc. Và đặc biệt hơn là luôn luôn may mắn với nhân số và chiến thắng nhiều hơn ở những ngày của tháng 6. Và quay trở lại với một người của buổi tối ngày hôm nay thì tiếp tục mình sẽ lên phân tích và chia sẻ cho một người ở vị trí đường cầu giải đặc biệt kết hợp với vị trí của đường cầu lô tô để cho một người tham khảo cho ngày mai là thứ năm của ngày 29 tháng 6. Và quay trở lại với chiếc màn ảnh của chúng ta, đó chính là bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm nay. Mình sẽ điểm qua một chút. Rồi, đầu tiên về vị trí giải đặc biệt thì ngày hôm nay thì có cho một người đây là con số 95, nó nằm ở hai chạm là chạm 9, chạm 5. Ở vị trí này thì nó là xuất hiện cho anh em là tổng 4 đã rơi lại con số 95 ngày hôm qua. Để ngày hôm nay gần như là không quay anh em nhỉ. Ở vị trí lô hai nháy thì ngày hôm nay thì có chung một người là con số 06 này. Rồi ở vị trí thứ hai là con số 47 này. Vị trí thứ ba là con số 20 này. Tiếp tục vị trí thứ tư là con số 89 này. Ở vị trí lô kép thì ngày hôm nay thì có chung một người xem có vị trí kép nào không. Ngày hôm nay không có vị trí lô kép mọi người nhá. Đầu lô tô thì có vị trí đầu 5 nó bị cầm này. Thì lát nữa mình lại chia sẻ tiếp cho mọi người một cái công thức bắt ở vị trí của lô tô khi cái vị trí đầu năm nó bị cầm mọi người nhá. Rồi thì vừa qua thì mình cũng điểm lại cho mọi người một số cái đặc điểm nổi bật của bảng kết quả. Và đối với vị trí của bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay thì mình cũng sẽ lên cho mọi người một cái vị trí đường cầu giải đặc biệt cực kỳ là hay, bắt dựa trên công thức về bộ của làm trong gờ và kết hợp với tổng. Rồi thì về cụ thể cái đường cầu này nhá. Bây giờ thì đây là cái bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua là ngày 27 để nhận định cho ngày hôm nay là ngày 28. Thì mọi người lấy cho mình này, đó chính là tất cả những cái con số nó nằm trong cái bộ thứ ba của giải ba này. Thì xuất hiện đây cho mọi người là những cái con số sau. Đầu tiên là con số 0, con số 6, con số 3 và con số 9. Kết hợp cho mình với tổng những ví dụ những con số như sau này. Tổng đó chính là hai con số đầu tiên nằm trong cái bộ thứ nhất, bộ thứ hai và bộ thứ ba nằm trong giải 5. Thì ở đây nhá, 4 với 3 nó sẽ là tổng 7 này. 4 với 2 thì nó sẽ là tổng 6 này. Và 6 với 9 thì nó sẽ là tổng 5. Đúng không? Thì mọi người để ý cho mình này, cái con số 5 nó kết hợp lên trên này thì có phải là báo về cho một người thứ nhất là cặp 505 này. Cặp 565 này. Cặp 535 này. Và cặp 595 đúng không? Đó. Thì nó đã báo cho một người được như vậy thì chúng ta có được ở đây đó chính là vị trí của cặp 595. Đó, cặp 595 nằm trong cái giải đặc biệt của ngày hôm nay nó ra con số là 95 ở đây. Đó, chúng ta đã chiến thắng vị trí cầu đề. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục phân tích cho một người cái đường cầu này tại bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay cũng đã có đầy đủ rồi để nhận định cho ngày mai nhá. Rồi thì mọi người sẽ quay trở lại bảng kết quả mở thưởng ngày hôm nay này. Mình sẽ đi phân tích này. Giải 3 chúng ta lựa chọn đây là bộ thứ ba này. Tiếp tục ở vị trí của giải 5. Tổng đây chúng ta có 5 và 9 này. 9 và 5 thì đó là như nhau rồi. Và đây là 3 với cả 5. Thì chúng ta có đây là 4 này, 4 này và đây là 8. Đó thì ở trên này chúng ta có 8 này, có 0 này, có 2, có 4 và có 9. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi kết hợp lần lượt lại với nhau thì chúng ta sẽ có cái giải đặc biệt như sau. Đầu tiên là cái con số 8 kết hợp xuống chúng ta có 8 48. Kép 88 đúng không? 0 thì chúng ta có 0 40. Chúng ta có 0 80. 2 thì có 242 và 282. 4 thì chúng ta có kép 44 và 484. Còn 9 thì chúng ta có 949 và cặp 989. Thì đối với cái dàn này nó có sẽ cho anh em là bao nhiêu số đây? 2 này, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 số. Đó, dàn này có chúng ta là 20 số thì cái con số 4 ở đây chúng ta có thêm cho mình là kép 99 nữa. Đây thì mình sẽ xóa cái vị trí này đi, chúng ta có thể là đủ cái không gian viết hai con số kép này. Đó chính là kép 44 và kép 99. Đó. Rồi. Thì trong cái dàn như thế này thì bây giờ mình sẽ đưa ra cho mọi người đó chính là những cái cặp số kết. Những cái cặp số kết mà cá nhân của mình lựa chọn cho tất cả mọi người nhé. Thì với cặp số đầu tiên thì anh em có thể lưu lại cho mình đó chính là cặp 848. Rồi, cặp 808 cũng khá là hay. Ở tiếp tục vị trí của cặp 282, ba cặp này, cặp 040, kép 88 và vị trí của
848 bên đây có rồi mọi người nhá. Đây có rồi. Chúng ta có thêm cho mình ở đây là kép con số kép 33 nữa. Vậy thì ở vị trí của kết thì mọi người thêm cho mình đó chính là những cái con số kép này luôn, nó chính là kép 44, kép 99 và kép 33. Đó, vậy chúng ta sẽ có này. 1 2 3 4 5 và 6 cặp số kết tương ứng với dàn 12 số. Đó, đây thì mình sẽ tích V xanh nhá, là những cái cặp số kết này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đây là 6. Rồi, đây là dàn đặc biệt để cho mọi người tham khảo cho ngày mai là ngày 29 của tháng 6. Là ngày 29 tháng 6 mọi người nhá. Ok, mọi người lưu lại cho mình cái vị trí đường cầu này. Đó, cực kỳ là hay. Rồi, tiếp tục thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người về vị trí của trạm đề. Thì ngày mai mọi người tập trung cho mình vào cái vị trí của trạm đề sau. Thì với cái nhìn nhận của quan điểm cá nhân mình, thì anh em có thể là chú ý cho mình. Đây thì mình sẽ xóa cái vị trí này đi nhé. Rồi, trạm đề này. Thì mình sẽ gửi đến mọi người đó chính là về vị trí của trạm đề 8. Đó, 6 cái số kết nằm trong cái trạm 8 này thì sẽ có là 848, 808 và 828. Đó. Đó là những cái vị trí của số kết mà cá nhân của mình đã đúc rút ra cho tất cả anh em. Anh em thể lưu lại cho mình những cái chú ý này. Rồi mình sẽ để đây một chút để anh em thể lưu lại nhá. Thì sau khi mọi người lưu lại, được rồi, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm khi một cái đầu nào đó nó bị câm thì ngày hôm sau đánh lô gì. À, thì mọi người có thể là quay trở lại với cái bảng thống kê. Trên này là bảng thống kê. Thì đối với vị trí của những cái cặp nó chứa trong con số 5 ấy thì có 050, 151, 252, 353, 454, kép 55 và 00, 565, 575, 585 và 595. Mấy cái trường hợp này nhá, cái cặp số 595 rất chi là dễ giao tiếp bởi vì nó đang theo mạch ăn thông. Đó, đang theo mạch ăn thông. Vậy mình sẽ có cho mọi người hai cặp lô nằm trong cái chạm 5, cái đầu 5 khi nó bị câm. Đó, khi đầu 5 câm đó, thì hôm sau đánh lô gì? Ok, thì cá nhân của mình thì mình sẽ gửi tất cả mọi người đó chỉ là hai cặp. Rồi, cặp số đầu tiên là cặp 545 và cặp thứ hai là cặp 595. Đó, mọi người thể lưu lại cho mình hai cặp số này. Cực kỳ là hay mọi người nhá. Đó, tỷ lệ lỗ cực cao. Đây là cái kinh nghiệm mà mình đã chia sẻ cho mọi người khi cái một cái đầu nào đó nó bị câm. Chúng ta sẽ có cho mình với cái đầu 5 thì chúng ta sẽ có là 545 và 595. Ok. Rồi thì cũng có một cái vấn đề nữa cũng cực kỳ quan trọng, thì tất cả những anh em nào mà anh em đang bí số, anh em đang loạn cầu, đang cần những cái sự hỗ trợ từ mình thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với cái thông tin của mình trên đây. Đó chính là số Zalo 0379. Đó chính là 419 và 207. Đó. Và nếu anh em dùng Zalo thì anh em liên hệ ngay Zalo cho mình. Còn nếu không dùng Zalo thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình đều được. Mọi người nhá. Một lần nữa thì mình xin đọc lại số Zalo của mình ở đây. Đó chính là 0379 419 207. Mình sẽ hỗ trợ anh em từ con số và từ những cái cách chơi làm sao cho nó hợp tình hợp lý nhất có thể. Được chưa ạ? Rồi. Và thời lượng của video thì cũng nhà ngày mình cũng xin kết thúc ở tại đây. Và chúc tất cả mọi người buổi tối xem video vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và chúc mọi người ngày mai chiến thắng với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay là tất cả những cái con số mình đưa ra. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Và tiếp tục xin hẹn mọi người ở video buổi tối ngày mai. Chào tất cả anh em nhé.